Vâng, xin kính chào bà con nhé. Trong video ngày hôm nay thì tôi tiếp tục chia sẻ với bà con về cái video phối giống cho con tròn hương. Thì cái con cái này này, vừa rồi thì nó đẻ đúng ngày mùng 1 Tết. Thì đến bây giờ là tách con ra rồi, thì bắt đầu nó lên giống lại này. Còn bên đây cái con này thì cũng tách con được khoảng gần 3 tuần. Đó, thì hôm nay nó cũng đã lên giống rồi đây này. Đó, con này thì thả vào là chịu phối liền lên. Đó, rất là dạo dực rồi. Đó, khi mà nó lên giống, nó chín mùi như thế này thì chúng ta thả vào là nó sẽ chịu ngay thôi. Đó, rất bún rồi. Con này thì tách con thì nó lại lên sớm hơn. Đó, bà con thấy muốn lắm rồi. Đó. Con này vừa rồi thì nó đẻ được 3 con, 2 con cái 1 con đực. Đó, bây giờ là nó muốn được phối giống đó mình đấy. Hai cái chuồng đối diện nhau thì con đực này đang chuẩn bị phối cho con này, thì con cái kia nó đã đánh hơi được cái mùi xạ của con đực đấy. Nó kêu khủng khiếp luôn. Thì trong các cái video trước thì tôi cũng đã chia sẻ với bà con đấy, thì đối với con tròn hương sinh sản đấy, kể cả con đực nữa, đực chín đấy, thì chế độ dinh dưỡng rất quan trọng nha bà con. Đó. Trong đó thì chúng ta nên làm sao cho ăn nhưng mà đừng để nó béo quá, nó mập quá thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái quá trình lên giống rất là nhiều đấy, kể cả là vấn đề sinh sản. Thì trong một năm á, con cái nó sẽ cho chúng ta khoảng 2 đến 3 chu kỳ. Tùy theo cái việc mà chúng ta tách con ra sớm hay muộn. Thì theo cái kinh nghiệm của tôi ấy, nếu như chúng ta tách con ra sớm á, thì trong vòng khoảng 3-4 ngày hoặc là 5 ngày đầu á, chúng ta hơi cực một chút là chúng ta phải tập cho nó bú ở ngoài, bú bình. Thế còn khi mà con nó đã bú bình tốt rồi thì nó có thể nó tự ôm cái bình sữa nó bú. Thì để trước khi mà nó vào giao phối ấy, thì con cái với con đực nó cũng mất khoảng chục phút nó làm quen với nhau. Đó, rồi sau đó nó mới phối. Trong cái thời gian đó thì cái con đực
nó liên tục nó liếm cái bộ phận sinh dục của nó. Đấy cũng là một cái động tác để mà kích thích cái bộ phận sinh dục nó cương lên. Thì sau đó thì nó sẽ phối. Mấy bà con quan sát nhé, khi mà nó lên giống á, chúng ta bỏ vào mà cái con cái nó chịu á, nó không cắn còn được, thì có nghĩa là nó đã được nước rồi. Và bà con khi mà quan sát thì nó phối xong á, thì hai con nó nằm nó ngủ á, thì như vậy chúng ta thấy nó đã đạt được mực nước rồi đấy. Còn nếu như mà nó còn vờn còn giỡn với nhau thì chúng ta nên để cho nó phối. Thì một ngày chúng ta chỉ cần để khoảng 1 tiếng đến 2 tiếng thôi. Khi mà con đực nó phối xong rồi đó, thì nó khoảng phối được 2 lần thì chúng ta có thể nhốt riêng ra đó. Ngày hôm sau chúng ta lại cho phối 1 2 lần nữa. Thì như vậy là bắt đầu chúng ta tính cái ngày con trồn thường cái mang bầu được rồi. Và như vậy thì chúng ta sẽ chờ đến khoảng 20 ngày sau. Đó. Chúng ta có thể biết được là cái khả năng con trồn cái mang bầu hay chưa. Còn nếu không thì bắt đầu chúng ta lại theo dõi tiếp để mà chúng ta bỏ được. Đó, đây là những cái động tác mà hai con nó chuẩn bị cái giao phối với nhau. Con cái thì mấy hôm nay là bỏ ăn, và buổi chiều tầm khoảng 6 giờ 7 giờ thường nó kêu thảm thiết luôn. Đó, con cái này thì cũng bắt đầu chịu được rồi. Khi mà nó có cái mùi xạ của con đực là nó không còn ngồi yên nữa. Con cái này thả vào là thả được vào là nó chịu liền này. Đó. Đó thì xin chia sẻ với bà con một số các cái biểu hiện mà chúng ta biết được con cái nó lên giống chưa nhé. Rồi hẹn gặp lại bà con ở các cái video sau.